Xin thông báo tới quý vị và các bạn là hôm nay là 28 tháng 4. Thì đến ngày 30 và mùng 1 tháng 5, 30 tháng 4, mùng tháng 5, bạn nào mà đi qua Ba Vì, qua xã Vân Hòa, đến chỗ thôn Xuân Hòa, cổng trại Đà Điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, liên hệ với đồng chí Thao. Sau khi đi chơi cuối ngày, các bạn có thể qua để lấy con giống đà điểu và lấy chuột nang cũng như là chim cu gáy. Bởi vì chẳng mấy khi các bạn lên khoang xanh, lên ao vua rồi lên những cái khu vực du lịch trên Ba Vì, thì các bạn có thể là qua đây, qua nhà của mình. Các bạn cứ hỏi thăm đến cổng trại nghiên cứu đà điểu Thụy Phương thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hỏi thăm bất kỳ một anh chị em nào đều biết là đồng chí Thao chim cu gáy. Đấy. Các bạn hỏi thăm, các bạn chỉ cần hỏi Thao nuôi chim cu gáy thôi. Các bạn vào, các bạn muốn mua những cái sản phẩm đà điểu, chim gáy, chuột nang, cây chanh tiêu quý, các bạn đều mua được nhé. Số điện thoại của em là 0335305982, 0989177982 và 0375897487. Đấy, em đang chia sẻ trực tiếp 5 giờ chiều. Hôm nay là cái bóng của em nó rất là dài rồi đây này. Đứng ở đây này. Đấy. Đấy, 28 tháng 4 nhá, hơn 100 con đà điểu đang được úm nuôi và bán dần cho các bạn ở giai đoạn 12 ngày tuổi. Giá bắt trọn là 2 triệu 2, bắt sàn, bắt lốc nao là 2 triệu 1 một con các bạn nhá, công khai tài chính luôn. Đấy, quý vị các bạn có thể chia sẻ video này, có thể tham khảo video này, và đây là cái lứa này em đã đầy đủ cái Nasota rồi, còn một cái mũi Newcastle nữa là tầm 30 ngày nữa các bạn, là 30 35 ngày nữa các bạn tiêm nốt theo cái liều lượng thuốc của gà, nhưng mà cái trọng thể của nó tương ứng với là điều. Đấy. Thì em chia sẻ với các bạn đây là cái lứa đà điểu rất là đẹp. Bắt đầu đang đầu tháng 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 4 rồi. Đầu tháng 4 rồi, có nghĩa là đầu tháng 4 âm lịch rồi, có nghĩa là sang mùa hè rồi, mùa hè chính thống cứng cựa rồi. Thì dòng đà điểu này nó ưa thích những cái mùa xứ nóng, ưa sa mạc, đâm ra là em phải dãi nắng, tắm cát như thế này. Rất là đều, em úm 200 con, 150 con, 100 con, 120 con, gần như là từ 2 tháng gần đây là không hụt con nào luôn. Đấy, các bạn về kỹ thuật các bạn chưa nắm bắt được, các bạn có thể đăng ký cái kênh Chim Cu Gáy Hay của em. Có các bài đăng về các video của những cái đà điểu. Còn em bán hàng thì bán hàng bằng uy tín, bằng chất lượng các bạn nhé. Đấy, tất cả con giống này sau 3 ngày đầu tiên em sẽ bảo hành 100%. Đấy. Em bảo hành trong vòng 3 ngày đầu tiên, bảo hành 100% luôn, có bất kể vấn đề thì các bạn ý kiến luôn. Đấy. Còn thực ra là cái địa điểm thì bọn em có văn phòng tại Hà Nội, văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, và em đã xây dựng cái kênh bán cây giống, con giống như này là rất lâu rồi, đâm ra em luôn luôn quan niệm chữ tín là hàng đầu. Đấy. Tất nhiên là nuôi con giống thì các bạn phải tìm hiểu học hỏi. Có rất nhiều khách hàng nuôi còn tốt hơn cả kỹ thuật của bên em, nhưng có những khách hàng cũng có những cái rủi ro. Đấy, đặc biệt là các bạn đừng cho nó ăn giải vôi giải trấu gì trong cái nền chuồng của đà điểu nhé. Đấy. Con này là phải bổ sung canxi này, ăn sạch này, khô chân khô, rửa gầm bàn chân để đều đặn này, mỏ kiểm tra xem có bẩn hay không này. Đấy. Nó bé thì phải đủ nhiệt. Đấy. Nhiệt độ tương thích phát triển là từ 27 đến 33 độ nhé các bạn nhé. Đấy, có lẽ là cái video này em chỉ giới thiệu là sản phẩm thời điểm hôm nay em có cái đàn đà điểu 28 tháng 4 là như này. Quảng cáo đến ngày 30 tháng 4, bạn nào đi chơi qua thì mua con giống. Em không nói nhiều về kỹ thuật nữa, em không nói nhiều về những cái kinh nghiệm nữa, bởi vì những cái bài đăng của em trên kênh thì nó phải đến hàng nghìn bài. Các bạn cứ gặp những cái vấn đề gì đi ngoài hay là liệt hay như nào đấy thì các bạn cứ tìm hiểu trên kênh hoặc là kết nối gọi điện tư vấn. Em có một đội ngũ tư vấn riêng. Trên kênh của em thì chọn lên cái đường link. Bây giờ ai cũng có cái máy tính, có cái smartphone rồi. Chúng ta học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu đàm thoại, kết nối giao dịch với nhau tất cả qua mạng internet các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Có lẽ là xin chúc quý vị và các bạn cuối ngày thật là vui vẻ bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.